Chào mừng các bạn đến với video hướng dẫn sử dụng giao diện màn hình ô tô thông minh GoTech. Đầu tiên, chúng ta đến với các phím chức năng ở viền trái màn hình. Phím Power. Nhấn và giữ để tắt màn hình tạm thời. Bấm lại để mở. Bấm một lần để tắt âm thanh. Và bấm lần nữa để khôi phục lại âm thanh. Phím Home. Bấm phím Home để trở về giao diện chính bất cứ lúc nào. Phím Back. Bấm để thoát ra hoặc trở lại trước đó một thao tác. Phím Volume cộng và Volume trừ để tăng hoặc giảm âm lượng. Bấm phím Volume cộng để tăng âm lượng. Bấm phím Volume trừ để giảm âm lượng. Tiếp theo, chúng ta sẽ xem có gì trên giao diện chính. Trên giao diện chính có một cột gồm 7 tính năng thường được các tài xế sử dụng nhất, gồm camera, dẫn đường, nghe nhạc, điều khiển giọng nói, radio, xem truyền hình trực tuyến và xem video YouTube. Tại ô lớn nhất của giao diện có hình một chiếc xe ô tô. Khi xe di chuyển sẽ xuất hiện hiệu ứng đi kèm và số km cũng sẽ thay đổi theo thực tế. Nếu có video hoặc bài hát đang phát, thông tin sẽ hiển thị tại ô ngay phía trên. Nhiệt độ, thời tiết và địa điểm hiện tại của xe sẽ hiển thị tại ô phía trên góc bên phải. Giờ, ngày tháng và lịch âm dương sẽ hiển thị tại ô phía dưới bên phải. Giao diện sẽ tự động chọn chế độ nền sáng vào ban ngày và chế độ nền tối vào ban đêm, giúp tài xế dễ dàng sử dụng hơn. Từ giao diện chính, vuốt sang bên trái là các trang ứng dụng để bạn lựa chọn, trong đó đã có sẵn các ứng dụng cần thiết. Thanh công cụ. Bạn có thể lấy thanh công cụ bằng cách vuốt từ viền trên màn hình, từ trên xuống. Tại đây, bạn có thể kết nối Wi-Fi, dùng để nhận hoặc phát sóng Wi-Fi và chia sẻ kết nối Internet. Bạn có thể kết nối Internet 4G thông qua SIM 4G cho các ứng dụng cần mạng Internet. Ở phía ngoài cùng bên trái là phím khởi động lại thiết bị trong một số trường hợp cần thiết. Kiểm soát ứng dụng. Đôi khi bạn mở quá nhiều ứng dụng và không biết tình trạng của chúng như thế nào. Vì vậy, bạn có thể kiểm soát các ứng dụng đang mở và chạy ngầm bằng cách bấm vào biểu tượng ô vuông ở góc trên bên phải màn hình. Các ứng dụng sẽ hiện danh sách theo hàng ngang nếu có. Bạn có thể tắt từng ứng dụng bằng cách giữ và vuốt lên trên. Hoặc bấm vào biểu tượng thùng rác bên dưới để tắt toàn bộ ứng dụng hiện có. Các bạn vừa xem video hướng dẫn sử dụng giao diện màn hình ô tô thông minh GoTech. Xin chào và hẹn gặp lại!